Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì mình là Angie Chai nữa. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái thông tin khá là hay. Thì như anh em biết thì ở dưới này thì nó sẽ có một số cái hành động mới này. Đấy, ở đây là những cái hành động cũ anh em. Đấy thì mình không nói rồi. Thì ở dưới này là những cái hành động mới nha. Đấy thì hiện tại thì mình có cập nhật được một cái thông tin rằng là những cái hành động dưới này thì nó sẽ bán được bán bằng vàng trong những cái cập nhật sắp tới ấy. Thì ở cái phiên bản thử nghiệm Brazil thì mình cũng có thấy thì nó bán bằng vàng khá là hay. Đấy. Thì tất cả những cái hành động dưới này thì mình thấy cũng khá là ok. Cực kỳ hay luôn. Đấy. Ở dưới này này, ví dụ như là những cái hành động này nha. Đấy, cái hành động này thì trông khá là ngầu, cực kỳ ngầu luôn. Đấy như kiểu anh em kiểu như là bán xong thua ai đấy, anh em có thể làm cái động tác này. Đấy cũng khá là ok, theo mình đánh giá là những cái hành động này cũng khá rất là đẹp luôn. Đấy ở đây thì có cái hành động công chúa giết con này. Đấy như kiểu ấy, cái hình thì mình nhìn như kiểu công chúa giết con vậy, nhưng thực ra thì không phải đâu mà. Đấy nếu mà anh em nào đã sở hữu cái bộ công chúa giết con thì sẽ biết nó như thế nào nhá. Đấy cái hình nó y như cái kiểu cái hành động của công chúa giết con vậy, cũng như là cái hành động đá quanh người thế này. Đấy khá là hay đúng không? Đấy cũng như là cái hành động này này, như thế cực kỳ đẹp. Nếu mà ra nhìn cái hành động này bằng vàng thì sẽ có khá là nhiều người mua. Đấy cực kỳ ngon luôn nếu mà hành động này bán bằng vàng ấy. Đấy cái cú hút điều ở Rana và DeFi thì mình chưa thấy bao giờ, hay không biết liệu là ở cái phiên bản cập nhật sắp đến thì liệu Rana và DeFi có cập nhật bằng vàng hay không, hay là bán với giá kim cương như thường lệ. Đấy rất là buồn. Đây là những cái hành động mà mình gọi là yêu thích nhất. Đấy cũng như là ở phía dưới là toàn là những cái hành động mới. Đấy, rất đẹp luôn. Không biết là liệu rằng trong mình nghĩ là trong một cái khoảng gian đến đây thì cái shop này sẽ cập nhật lại. Đấy cập nhật lại bán bằng vàng, vì mình đã cập nhật được cái thông tin là ở bên server nước ngoài thì người ta cũng mua bằng vàng. Đấy không biết là server Việt Nam như thế nào, mình thấy rất là nghi ngờ. Đấy những cái hành động hello như thế này, lấy hành động đá như thế này rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp nha em. Đấy nhìn thôi mà đã muốn mua rồi, nếu nó ra bằng vàng thì chắc chắn là có lẽ là mình sẽ mua hết ở cái cửa hàng này luôn. Đấy thì mình nghĩ nếu mà nó bán thì cũng khoảng giá khoảng 30 đến 3.000 vàng trở lại. Đấy trong cái khoảng giấy thôi, chứ có nhiều quá thì cũng chả có vàng mà để mà mua. Đây những cái hành động khá là đẹp đúng không? Đấy những cái hành động như thế này. Mình thích nhất là cái hành động đá sau này, bởi vì nó như kiểu một kiểu mà ăn mừng chiến thắng vậy. Đấy lúc như kiểu ví dụ như lúc kiểu anh em bắn chết được thằng nào, anh em có thể làm cái hành động này để ăn mừng. Đấy rất là đẹp đúng không? Với những cái hành động này thì mình thấy cũng khá là ok, cũng tạm được đấy mà. Lại thì mình cũng có cập nhật được một cái số thông báo về cái sự kiện sắp đến. Thì cái sự kiện sắp đến thì anh em sẽ nhặt những cái trái sỏi dừa để anh em đổi quà cho anh em. Đấy thì ở cái phần sự kiện này thì mình cũng đã có cập nhật cho anh em rồi. Thì hôm nay thì cũng hơi rảnh thì mình sẽ cập nhật lại cho anh em nha em. Đấy thì ở trong cái sự kiện lần này thì cũng khá đơn giản thôi, anh em nhặt những trái sỏ dừa để anh em có thể đổi những cái phần quà nha em. Đấy cái sỏ dừa thì nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở trên bản đồ, anh em bắn nó thì sẽ ra những trái sỏ nhỏ hơn. Rồi đấy thì bắn xong thì anh em sẽ nhặt được những cái huy hiệu sọ dừa, rồi anh em ra anh em đổi quà nha. Ok thì mình sẽ cho anh em xem. Thì ở phía trên thì anh em có thể thấy thì đây là những cái trái sọ dừa nha anh em. Đấy đây những cái dừa ấy thì mình nghĩ là nó sẽ nằm trong cái chuỗi sự kiện để nó giúp anh em đổi quà đấy em ạ. Cho nên thì mình thấy là ở trong cái tựa game Gana Free Fire càng ngày họ càng nhiều sự kiện hơn thì phải ấy. Đấy cũng như shop huyền bí này, nhân vật mới này. Đấy cái thẻ bục cực mới này. Đấy ở đây là một cái sự kiện mới này, anh em đăng nhập vào anh em sẽ nhận được những cái bộ đồ. Thì đây là một cái sự kiện mới anh em.
Đấy. Đấy thì ở đây anh em đăng nhập vào thì anh em sẽ đổi được những cái phần quà như thế này. Đây là những cái sự kiện mới nha. Đấy, anh em đăng nhập vào anh em kiếm những cái huy hiệu để anh em đổi lại được những cái phần quà này. Khá là dễ dàng đúng không? Ở đây thì anh em đăng nhập vào thì anh em sẽ nhận được những cái phần quà hàng ngày. Ở đây thì anh em đặt đặt trước cái thẻ bầu cử ấy thì anh em sẽ nhận cũng khá khá quà, rất là nhiều quà để cho anh em nhận luôn. Đấy, cực kỳ nhiều quà luôn. Thì bữa nay thì mình thấy ở trong cái vòng quay vàng ấy thì ra cả nhân vật mới này. Đấy thì hôm nay thì mình sẽ thử quay xem sao nha anh em. Đấy, bữa thì có quay 28 vòng rồi. Đấy, không biết liệu rằng có ra hay không ơi. Mong là ra hai anh em ạ. Sự mình cũng bữa thì mình cũng có quay thì rất là khó ra, cực kỳ khó luôn. Đấy, 60 mấy vòng mà không ra, không biết là với số vàng này thì liệu rằng có ra được cái bộ đồ này hay không. Thì mình nghĩ là đã nói cái vòng quay về may mắn rồi thì nó sẽ dựa vào những cái độ may mắn của em, chứ không phải là em cứ muốn là ra được. Đấy, thấy cực kỳ khó luôn. Cái điều mà mình muốn nói với em là ở cái vòng quay này thì nó không phải là em muốn là nó ra này, cũng như là nếu mà em nhiều vàng thì chắc là nó ra. Người ta đã gọi là cái vòng lucky rồi, cái vòng may mắn rồi, thì nó sẽ tùy theo cái độ may mắn để nó ra như em. Đấy, mình nói theo mình thấy thì mình thấy rất là khó để mà ra được cái bộ đồ này, cực kỳ khó luôn, không phải là khó nữa. Đấy, đấy mở 10 lần thì bữa thì mình cũng có mở mà nó rất là khó ra, chứ không phải là nó ra liền đâu. Bởi vì đây là cái vòng quay vàng chứ không phải là cái vòng quay kim cương. Nếu mà ở cái vòng quay kim cương thì mình nghĩ là nó sẽ dễ ra hơn. Chứ cái vòng quay thì nó cứ cập nhật những cái đồ nó ngày ấy, đồ ngày thì nó sẽ cho mình nhận. Đấy, lúc nào mà nhận no nê rồi thôi nó cho mình trúng. Theo cái kinh nghiệm của mình là vậy. Bởi vì mình cũng có trải nghiệm nhiều rồi nên mình biết. Đấy, cái ấy thì rất là bực luôn đấy. Ở đây thì mình sẽ cố quay hết, nếu mà hết vàng thì xử nó mình sẽ cày lại, mình sẽ quay thử lại xem sao nha em, chứ không thể nào không trúng được, nhất định là phải trúng. Đấy, tuy rằng nó cực kỳ khó nhưng mà nếu mà anh em chịu khó ấy, thì anh em có thể sử dụng cái bộ đồ này. Đấy, chịu khó quay tay thì vẫn mai sẽ đến mà. Thì cái bộ đồ tay đua này thì cũng khá đẹp đúng không? Thấy khá là ok. Bởi vì cái bộ đồ này thì mình thấy là ở trong cái phiên bản gần đây Free cập nhật những cái bản tới đấy thì nó sẽ những cái vùng quay vàng thì nó sẽ toàn nhận được những cái bộ đồ ngon đấy. Ở trong cái thẻ quy đổi này thì em có thể quy đổi khá là nhiều đồ này, mệnh nhân với các kiểu. Ở đây thì mức 50 em có thể nhận được cái bộ đồ mới đấy, nữ tay đua này rất đẹp đúng không? Cái bộ đồ này thì mình đánh giá là cũng khá là ok, không đến nỗi tệ cho lắm đâu. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, cũng như là cái vẻ quan kim cương thì mình cũng đã mua rồi. Đấy, khá là tiếc ấy. Em chỉ có thể mua một lần thôi, em có thể đổi một lần, khá là buồn. Cái thẻ quy đổi này thì em đổi những cái mức đấu lên, em đấu lên em nhận những cái điểm mà lên đấy, em có thể đổi nha. Ở đây thì em có thể mua trong cái chế độ zoom này. Đấy, chế độ xin hỏi em có thể mua những cái huy hiệu, em có thể đổi những cái skin súng này, cũng như là bộ vũ khí xin hỏi cũng rất là ok. AK này, cái khẩu AK này thì mình thấy như cái khẩu AK rồng lửa vậy, bởi vì nó có một cái vẻ gì đấy nó rất là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn em à, trông cũng khá là ok chứ không đến nỗi tệ cho lắm đâu. Rồi ok, thì vừa nãy thì mình đã giới thiệu cho em sơ qua về cái shop bán hành động màu vàng, cũng như là những cái thông tin sự kiện mới về những cái sự kiện sắp ra mắt này, cũng như là những cái shop mới như em rồi. Ok, thì cảm ơn em rất là nhiều đã xem cái video hôm nay của mình. Đấy thì bye bye anh em, và hẹn gặp lại em trong những cái video tiếp theo của mình nha.